Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay Vượng giới thiệu với cả nhà một đôi di nạc nha các bác nhé. Hai cụ di nạc sapphire tự nhiên. Cái này thì chạm tay như các bác nhé. Màu xám đen. Đá tự nhiên 100%. Chất đá thì dạng trung bình nha các bác nhé, không phải chất đá đẹp. Giá dao động chỉ hơn 1 triệu một cụ thôi nha các bác nhé. Cái này bọc thêm tí bạc tí vàng vào nữa thì rất chi là ok. Sapphire thì độ cứng là bằng 9 nha các bác nhé. Cái này này cọ vào kính hay là ngoài cái gì xước hết kính này. Cứng hơn kính rất nhiều lần. Cái này chạm tay nên là cũng rất sắc nét nha các bác nhé. Di nạc sapphire tự nhiên. Vâng, anh chị em nào có nhu cầu muốn sở hữu hoặc giao lưu thì cứ liên hệ với Vượng qua số điện thoại hoặc Zalo là 0363 314 173 nha các bác nhé. Zalo em chuyên bán hàng và đăng hàng lên. Giá dao động một cụ là hơn 1 triệu thôi ạ. Bên em thì cũng nhận bọc vàng một bạc cho các bác luôn nhé. Nhưng mà bác nào có nhu cầu. Vâng, anh chị em nào có cùng sở thích đam mê về đá quý thì cũng có thể là đăng ký kênh và giao lưu các món hàng lại sớm các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video.